Người ta nói con chị đi ở ngoài đường người ta đưa về. Chị biết trước đó nó đi đâu không? Chị có bằng chứng nó đi đâu không? Chị có bằng chứng nó không đi với trai không? Chị đâu nói được, đúng không? Bởi vì bản thân chị còn không biết con gái chị đi đâu nữa mà. Chị dạy con chị hay quá, con chị đi đâu chị còn chả biết nữa, thì chị lấy cái cớ gì? Chị lấy đâu ra cái lòng tin con gái chị để mà chị cãi với tôi? Chị đừng có già mồm. Chị mới là cái người mà không chấp nhận sự thật. Chị chiều con gái chị vừa vừa thôi. Chị chiều quá nó thành một cái đứa con gái lăng loàn trắc nết. Có chồng rồi á mà cư xử như một cái đứa lưu linh lưu địa, không chồng hoang đàng chi địa ngoài đường á. Nè, chị ơi, chị đừng có giả đau, giả bệnh. Nãy giờ không ai làm gì chị hết á. Chị nên nhớ tôi đang nói sự thật. Thì chị phải biết chấp nhận sự thật. Mà chị biết lý do tại sao tôi muốn cho thằng Hiển ly dị với con My không? Để tôi nói cho chị mở mang đầu óc chị ra nha. Bởi vì á, gia đình tôi là gia đình gia giáo, gia đình có học. Tôi không chấp nhận là sau này con tôi có con với cái thứ lăng loàn trắc nết, với một cái thứ con gái đi hoang như con chị. Tôi nói cho chị biết, bản chất con người nó ảnh hưởng từ đâu? Từ cái người dạy dỗ nó là chị đó. Bà nói đủ chưa? Nhà này không tiếp má mày. Nè, Đi ra. Đi nè, ra. Nè cái gì? tôi Đi. nói cái chỗ đàn bà nói chuyện. Đàn bà Anh cái là gì? đàn ông, Đàn anh ông nên thì sao? im miệng đi. Tôi không thích chị bước vô nhà tôi nha. Mời chị ra ngoài, nếu không tôi kêu ngoài mắt vậy. Bước ra. Đi. Mày đưa má mày đi ra khỏi nhà tao giùm cái đi. Đi đi. Trời ơi gì vậy? Bà có gì không bà? Mẹ ơi. Ủa cãi ông Tài rồi giả bộ xỉu hả? Hèn quá vậy. Bà ơi, bà có sao không bà? Hả? Bà ơi. Mẹ con bị sao vậy? Bà. Thôi, nè. Khỏi giả bộ đi. Hôm nào tỉnh lại á, rồi hai mẹ con tôi qua đó, rồi liệu mà ký đơn ly dị đi nha. Tôi không muốn cái thứ lăng loàn trắc nết đó bước vô nhà tôi làm con dâu đâu. Bà đi ra khỏi nhà tôi. Mẹ. Mẹ giờ không xỉu thiệt cửa. Rồi sao? Thôi vậy. Sao không bà? Về đi con. Về đi rồi hôm nào bà tỉnh rồi qua nói chuyện. Về hả? Về. Chứ đứng đây làm chi? Không thấy giả bộ xỉu hả? Lấy gì nói chuyện nữa? Bà ơi bà có sao không bà? Hả? Bà ơi, mẹ bà bị tỉnh sao lại đi bà. Vậy? Bà ơi. Mẹ con bị sao vậy? Hả? Mẹ có bị gì? Mẹ. Bà. Mẹ bị sao vậy mẹ? Cái mẹ sao ơi. Trời ơi, nào qua mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi mẹ. Mẹ bà bị có sao ai vậy không? Mẹ? Có ai Mẹ không? ơi, mẹ bị sao vậy mẹ? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ bị sao vậy? Con xin lỗi mẹ mà. Sao? Tình hình con qua đó thám thính làm sao? Sao rồi, mọi chuyện ổn không? Trời, cái gì mà mặt buồn vậy? Con mới bển về nè, nghe hàng xóm nói là mẹ chị My chết thiệt rồi đó. Cái gì? Chết thiệt? Cái gì? Con có hỏi kỹ chưa? Ồ, con hỏi kỹ lắm rồi. Chuyện chết chóc đâu ai em đùa giỡn được. Là chết thiệt á hả? Ủa nhưng mà sao tự nhiên chết lãng nhách vậy? Mẹ thấy mẹ đâu có làm gì bả đâu. Mẹ đâu có xô bả cái nào đâu. Mẹ nói chuyện với bả đàng hoàng tử tế mà. Hồi nãy mẹ thấy bả xỉu thôi chứ bả có chết gì đâu mà sao giờ con nói chết. Cái này chắc là bả có bệnh nền. Bả đau tim hoặc là bả đứt cái mạch máu nào đó rồi bả chết thôi chứ không phải tại mẹ đâu. Đúng không con? Đúng không? Cái này không phải tại mẹ đâu đúng không? Trời ơi cái bà này sao tự nhiên bả gieo quả cho tôi vậy nè trời. Mẹ Hai. Hả? Vậy là do mẹ Hai đúng không? Cho là thiệt không biết đi. Mẹ không có làm cái gì hết. Mẹ chỉ nói chuyện với bả thôi chứ mẹ có đụng tay đụng chân gì tới bả đâu. Thôi Vũ ơi, đừng hỏi mẹ nữa. Mẹ, nghe lời con lên phòng nghỉ đi. Rồi để... Thôi con, sao vậy Vũ? Thôi mà, lên phòng nghỉ đi. Mẹ, lên phòng nghỉ đi. Thiệt, nói chẳng thà nó tin người ngoài chứ nó không tin mẹ nó à. Anh. Gì? Đã tính sao? Biết tính sao đâu mà... Tính. Ồ, hồi nãy là em thấy chị My giận lắm á. Chị hét lên một tiếng xong nó ngất xỉu luôn. Xong hả, có cha nội nào á, đưa chị đi rồi. Cái gì? Cha nội nào hả? Ừ. Là con trai phải không? Trời ơi, cha nội không lẽ con gái bà. Thấy chưa, có tức không, quan ức gì? Có chồng rồi mà dám đi với trai lạ. Nè,
anh bình tĩnh không vậy? Chớ, mẹ chị mất á. Mẹ chị mất mà anh nghĩ sao mà chỉ có đủ tâm trí để mà cặp bồ cặp bịch với là trai lạ. Anh xuống xứng đáng làm chồng không hả? Ý mày nói là mày điên đúng không? Chứ còn gì nữa? Được. Vợ tao điên, sao không để tao điên luôn đi? Ông điên là đúng rồi. Không bao giờ bình thường đâu.